Thưa quý vị, hôm nay là Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Vào ngày này thì chúng ta thường ôn lại với nhau những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc. Những câu chuyện ấy thường xuất hiện sống động trong ký ức của những người đã là ông, là bà. Và nếu làm một cuộc so sánh nho nhỏ, rất nhiều người nhận ra ký ức ấy sống động và đầy đủ hơn rất nhiều so với những gì mà sách giáo khoa phổ thông hay là cả những bộ sách lịch sử hiện nay đang có. Sách sử của chúng ta hiện nay đang kém hấp dẫn vì rất nhiều những nguyên do. Một phần được người trẻ lý giải chính là sự phản ánh còn theo thiên hướng liệt kê, tường thuật, ít có sự đánh giá tổng hợp. Và một điều quan trọng nhất là nội dung đang nghiêng về phía bên ta quá nhiều, tức là thiếu đi sự nhìn nhận một cách khách quan. Và lịch sử vẫn còn nhiều khoảng trống, nhiều điểm mờ chưa được làm rõ. Có rất nhiều lý do dẫn đến thực trạng này. Song đến thời điểm hiện nay, thực tế của đời sống đang yêu cầu những khoảng mờ tối đó cần phải làm rõ. Bởi như một nhà sử học đã khẳng định, nhìn thẳng vào sự thật là cách khôn ngoan nhất. Sự đúng đắn của lời khẳng định này đã được thể hiện bằng sự quan tâm của đông đảo dư luận tới một bộ sách lịch sử đồ sộ tới 15 tập vừa được Viện Sử học cho ra mắt vào tháng 8 vừa qua. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay xin được kể cho quý vị nghe một câu chuyện nhỏ, thế nhưng thể hiện một tín hiệu lớn không chỉ trong lĩnh vực xuất bản mà còn là một góc tiếp cận tiến bộ với lịch sử của dân tộc. Sự kiện ra mắt bộ sách lịch sử 15 tập được tổ chức vào ngày 18 tháng 8. Ngay sau đó, nội dung của sự kiện cũng như của sách liên tục được báo chí đăng tải. Thông tin được quan tâm nhất chính là nội dung của bộ sách thông sử lớn nhất này đã nhìn nhận lại một số sự kiện lịch sử. Đó là cuộc chiến tranh biên giới do Trung Quốc phát động đánh vào Việt Nam đầu năm 1979. Không chỉ còn là 8 dòng trong sách lịch sử phổ thông. Công nhận chính quyền Việt Nam Cộng Hòa như một thể chế chính trị, thay đổi cách gọi ngụy quân ngụy quyền. Ngụy ở đây tức là giả, tức là một chính quyền giả hiệu. Đấy. Thế rồi trước đây đánh giá cái chính phủ Bảo Đại của thời Pháp ấy mà, của kháng chiến chống Pháp ấy, thì chúng ta cũng vẫn gọi đó là chính phủ ngụy hay là chính phủ bù nhìn. Thế nhưng mà thực chất ấy, thì nó là một thực thể, thì nó là một cái thực tế lịch sử. Nhưng mà cái chính quyền ấy thì không thể gọi đó là chính quyền hợp hiến hợp pháp được, nhưng nó vẫn là một thực thể tồn tại có thật. Và thậm chí sau này là còn là một bên để tham gia cái hội nghị Geneva năm 54, hay là một bên để tham gia vào cái hội nghị Paris năm 1973 chẳng hạn. Đấy, thì ta phải tôn trọng cái sự thật lịch sử đó. Trước đây cũng để nhận thức về chính trị ấy, để giữ gìn cái quan hệ, ta cũng muốn khép lại quá khứ để hướng tới tương lai, nhất là trong quan hệ với các cái nước mà họ đã có cái tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam. Thế thì với cái tinh thần như vậy thì chúng ta cũng chỉ trình bày một cách nó khái quát thôi, những vấn đề về chiến tranh biên giới. Thế nhưng mà đến bây giờ thì từ thực tiễn lịch sử, thế rồi từ những cái tư liệu có thêm đầy đủ hơn, thế rồi từ cái nhận thức đúng đắn về lịch sử, thì chúng ta phải trình bày vấn đề chiến tranh biên giới một cách đầy đủ hơn, đúng với sự thật. Bên cạnh đó, bộ sử này còn đề cập đến nhiều vấn đề thể hiện cách nhìn nhận mới. Thí dụ như là cái việc nhìn nhận lịch sử Việt Nam không còn theo cách cổ điển là lịch sử của người Việt nữa, người Việt Nam tiến, mà lịch sử tất cả những gì diễn ra trên lãnh thổ nước Việt Nam hiện đại, kể cả biển đảo. Cũng theo nhà sử học Dương Trung Quốc, chính những nội dung ấy sẽ góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng. Thì chúng ta nói lịch sử không phải chỉ là nhận thức quá khứ, nhưng nó phải phục vụ cho chính cái lợi ích của dân tộc hiện đại. Vì thế cái nhận thức lịch sử nó phải thay đổi từng bước. Đây không phải thay đổi lập trường quan điểm, mà thay đổi cái nhận thức bằng những cái phương pháp, bằng những cách nhìn mới, nó phù hợp với quá trình chúng ta phát triển tự thân, yêu cầu của xã hội Việt Nam, cũng như chúng ta hội nhập với thế giới. Ít ai biết rằng, năm 2016, sau lần xuất bản đầu tiên, bộ sách này đã được Hội Xuất bản Việt Nam trao giải vàng sách hay. Trong lần tái bản năm 2017, bộ sách được bổ sung và sửa chữa. Và 15 tập sách là tập hợp của nhiều cuốn sách đã được lần lượt giới thiệu tới bạn đọc trước đó. Thế nhưng, ở lần ra mắt bộ sách lịch sử tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa, bổ sung, dư luận mới xôn xao. Đó được coi là một tín hiệu đáng mừng, thể hiện cho cách làm truyền thông đúng đắn, cũng như phản ánh một phần sự quan tâm của độc giả hiện nay đối với lịch sử. Là dân mình rất quan tâm đến lịch sử, chứ không phải là xưa nay ta cứ nói là
nhân dân ta, rồi thanh niên ta hay quay lưng với lịch sử đâu. Người ta rất quan tâm, nhưng mà vấn đề là những nhà khoa học lịch sử đáp ứng quan tâm đó như thế nào. Nếu như trước đây có những khoảng trống lịch sử chúng ta né tránh, không phân tích đến nơi đến chốn, thì nay đã được soi dọi, nhìn nhận trên tinh thần khách quan, công bằng. Bộ Lịch sử Việt Nam của Viện Sử học cũng trên tiến trình ấy, cũng là bước tiến mới, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn mới. Đi dọc khắp các tuyến phố vào những ngày này, tất cả chúng ta đều cảm thấy thật tự hào khi nhìn thấy hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Nhưng ít ai biết được nơi sản xuất, may ra từng đường kim mũi chỉ trên mỗi lá cờ. Đó chính là những người thợ thủ công may cờ ở làng Từ Vân ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Và đặc biệt, những người dân Từ Vân vinh dự đã từng may những lá cờ Tổ quốc vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Và hôm nay, 2 tháng 9 năm 2017, tròn 72 năm sau, chúng tôi xin mời quý vị về thăm ngôi làng đặc biệt này. Những ngày tháng 9 lịch sử này thì trên khắp cả nước đều ngập tràn rực rỡ sắc đỏ của những lá cờ Tổ quốc. Và tại thủ đô Hà Nội cũng vậy, trên những con phố, những đường làng ngõ xóm, những lá cờ Tổ quốc tung bay trong nắng mùa thu. Và ngày hôm nay, phóng viên của Câu chuyện buổi sáng đã tìm về làng Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, một làng chuyên may cờ Tổ quốc. Chị Đào Thị Duyên bắt đầu làm nghề may cờ Tổ quốc từ khi theo chồng về làm dâu tại làng Từ Vân. Theo chị Duyên, may cờ không khó, nhưng phải cẩn thận, tỉ mỉ. Để làm ra một chiếc cờ đẹp, phải trải qua 10 công đoạn. Một trong những khâu đầu tiên, nhưng lại quan trọng nhất là khâu chọn vải. Vải phải tốt mới có thể may đẹp từng đường kim mũi chỉ. Loại vải may được gọi là vải sa, mua về từ La Cả, phường La Khê, quận Hà Đông. Những phần khác như tua rua, chỉ được mua từ làng Triều Khúc hoặc chợ Đồng Xuân. Còn với hình sao vàng 5 cánh, anh chị đã phải đặt thêu máy, nhưng thời gian để hoàn thiện một chiếc lá cờ có kích thước lớn cũng mất vài ngày. Từ khi em lấy chồng thì em mới biết may cờ. Thì em lấy về đây thì anh chồng em dạy em cách may cờ. Thì là may cái cờ này thì nói chung là cũng tỉ mỉ, cũng nhiều công đoạn. Nếu mà may một hoàn thành một cái cờ này để mà được đạt tiêu chuẩn đó, thì là phải mất 10 công đoạn. Thì nên được một cái lá cờ nó sẽ cân và đẹp. Anh Nguyễn Văn Phục, chồng chị Duyên, là người được kế thừa trực tiếp nghề may cờ từ cha của mình. Thấm thoát đã mấy chục năm. Có thời điểm khi kinh tế gặp khó khăn, nghề thêu cũng lận đận mọi bề. Lời lãi không được là bao nên nhiều người đã bỏ nghề. Không chỉ riêng anh Phục, nhiều người trong gia đình khi nhắc đến cờ Tổ quốc đều ánh lên một niềm tự hào. Cái nghề này thì thực ra là trong gia đình tôi, bố tôi đã làm rồi, cho nên tôi cũng được thừa kế cái nghề của bố tôi, trước đây bố tôi làm. May một lá cờ thì đúng ra là nó về cái vật của quốc gia. Trên chúng tôi là người thợ, chúng tôi phải cố gắng làm sao làm cho nó đẹp để phục vụ cho đất nước. Đặc thù về cái ngành của chúng tôi làm thì là những cái ngày lễ lớn hoặc những ngày kỷ niệm của nhà nước dùng cái số lượng rất lớn. Chuyên chúng tôi phải làm trước đó chúng ta phải làm sẵn. Thời điểm này, rất nhiều đơn đặt hàng lá cờ Tổ quốc phục vụ cho dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và ngày khai giảng năm học mới đã được hoàn thiện. Hiện nay, anh Phục thường xuyên phải sử dụng hơn 20 lao động mỗi ngày để làm các công việc liên quan đến hoàn thiện một lá cờ. Nhiều người trong số đó gắn bó với việc làm cờ Tổ quốc vì họ cảm thấy tự hào. Cái nghề làm cờ này thì cũng làm được 2-3 năm nay. Làm cái công việc này thì nó cũng nhàn nhã. Nên chỉ có cái là chúng tôi là yêu nghề, thì chúng tôi yêu Tổ quốc. Thì chúng tôi đi theo con đường nghề này. Hiện nay trong làng Từ Vân có hơn chục hộ dân theo nghề may cờ thường xuyên, còn lại làm theo mùa vụ. Tất cả các công đoạn từ làm cờ thủ công ngày xưa giờ đã khác nhiều.
máy móc công nghiệp ra đời đã khiến việc hoàn thiện một lá cờ nhanh hơn trước. Chị Vương Thị Nhung là một trong số không nhiều người ở làng Tử Vân còn theo nghề thêu tay thủ công. Thay vì hiện nay nhiều người đã sử dụng máy để thêu sao vàng năm cánh trên cờ, thì chị vẫn cần mẫn tự tay thêu sao vàng. Mặc dù thời gian công sức phải bỏ ra nhiều hơn, song với chị, việc làm này đã trở thành thói quen và niềm yêu thích. Thêu nó kỳ công, nó tỉ mỉ, các đời ông bố mẹ để lại, con cháu là bây giờ cứ theo gia truyền thôi. Theo gia truyền của các cụ thời từ xưa để lại. Thì là chúng tôi cứ thích thêu tay. Làm nghề may và thêu cờ tổ quốc, bên cạnh những giá trị kinh tế mang lại, thì việc duy trì làng nghề còn là một nét đẹp, là cách bảo tồn và sự cần thiết để giáo dục thế hệ trẻ. Nhiều lớp học may, thêu cờ đã được mở ra. Để giữ được cái nghề truyền thống ấy, thì nói chung là hàng năm cũng được kể cả thành phố rồi huyện cũng rất là muốn tôi giữ lại cái nghề, nói chung là rất quan tâm. Thành phố huyện là cũng vẫn chỉ đạo hàng năm thì vẫn mở những cái lớp tức là gọi nhân cấy tay nghề để duy trì được cái lớp trẻ kế tiếp đó. Thế nên là về cái nghề thì chắc là vẫn duy trì tốt để hàng năm, cứ mỗi năm là có một kỳ mở lớp nhân cấy tay nghề, tức là có nghĩa là có vẻ hấp dẫn, thế nhưng không phải ai cũng đủ khả năng tài chính để chi trả cho các chuyến du lịch dài ngày. Chưa kể sự đông đúc, chen chúc từ các địa điểm du lịch có thể làm cho kỳ nghỉ của bạn và gia đình mệt mỏi thêm. Thế nên những gợi ý sau đây sẽ dành cho các bạn và gia đình nghỉ lễ tại Hà Nội trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Nếu bạn là người yêu sách và muốn thỏa đam mê đó cùng con em mình, thì Hội sách Hàn Quốc Gyeongun sẽ là điểm lý tưởng trong dịp nghỉ lễ này. Hội sách được diễn ra trong 2 ngày mùng 3 tháng 9 và mùng 4 tháng 9 ở không gian phố sách Hà Nội 19 tháng 12. Không chỉ dành cho bạn đọc Hà Nội mà còn dành cho những người Hàn Quốc sinh sống ở Hà Nội, bởi các đầu sách được xuất bản tại Hàn Quốc bằng tiếng Hàn Quốc và tại Việt Nam bằng tiếng Việt Nam. Đến với hội sách, bạn đọc Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tìm được các đầu sách giáo dục, khoa học, văn học, lịch sử, văn hóa, địa lý, tiếng Anh, kỹ năng sống đặc sắc dành cho trẻ có độ tuổi từ 1 đến 15. Nếu muốn xả stress thì vở hài kịch Thành phố lặng im của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam sẽ giúp bạn có tiếng cười sảng khoái. Vở hài kịch mang đậm hơi thở cuộc sống đương đại với những trải nghiệm hỉ nộ ái ố về những hình ảnh đẹp đẽ và cả những điều xấu xí của con người. Những câu chuyện cuộc đời ấy qua lăng kính hóm hình sâu sắc của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn và nghệ sĩ ưu tú Chí Trung càng trở nên thấm thía hơn. Những người yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ 7 trong dịp nghỉ lễ này có nhiều lựa chọn về phim. Bộ phim Việt Nam Nắng 2 là một trong những bộ phim gia đình ấm áp về tình người, tình mẫu tử. Câu chuyện xúc động, đầy nước mắt nhưng cũng không thiếu đi những khoảnh khắc vui nhộn, ngộ nghĩnh. Bộ phim có sự góp mặt của Thu Trang, Trấn Thành, Kiều Minh Tuấn, Mưu Lê và nhiều diễn viên khác. Yêu đi đừng sợ là một trong những bộ phim của Việt Nam, chủ đề tình yêu dành cho các bạn trẻ có thể mang đến cảm xúc và nhiều tiếng cười cho khán giả dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Với sự xuất hiện của Ngô Kiến Huy và Nhã Phương, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ dành cho khán giả. Nếu yêu thích những bộ phim hành động, khoa học viễn tưởng của nước ngoài thì không nên bỏ qua hai bộ phim là Đột kích Hồ Dấu Vàng và Siêu Dị Nhân.
Với các bạn nhỏ, sẽ có hai bộ phim hoạt hình phù hợp trong dịp nghỉ lễ là Phi Vụ Hà Rẻ 2 và Gia Đình Là Tất Cả. Với câu chuyện hấp dẫn và loạt nhân vật đáng yêu đầy màu sắc, hai bộ phim tràn ngập tiếng cười dành cho các gia đình. Thank you.